Thấy nhẫn làm quân lực, ta gọi bà La Môn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Áp cô săn quá tha bàn thằng cha a đu thô vô ti tích kha ti khẳng ti ba lăng ba la ni căng ta ma hằng vùng mi brahma năng. Người không tức giận bao giờ, trước lời phỉ báng lặng tờ nín thinh, dẫu cho roi trượng phạt hình, lấy đức nhẫn nại làm binh hộ phòng. Tâm từ rải khắp hư không, những kẻ như vậy xứng dòng Bà La Môn. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thú kính cảm ơn sức cận đông. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Phân Kha Giá. Con kính lãnh lễ Đức Phật, con kính lãnh lễ Giáo Pháp, con kính lãnh lễ Đức Tăng. Con kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Minh Đạt cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 399. Ác cô sanh quá tha ban thằng chá á đúc thô vô tí tít khá tí khan tí ba lăng ba la ni căng tăng á ma hăng rù mí râm ma năng. Ác xô căng quá tha ban thăng chá a đúc thô vô tí tít khá tí kham tí phá lăng bà la ni căng tăng á ma hằng ru bí râm ma năng. Ác xô căng quá thá ban thăng chá a đúc thô vô tí tít khá tí kham tí phá lăng bà la ni căng tăng á hằng phù mí râm má năng. Không ác ý nhận chịu phỉ báng đánh phạt hình, lấy nhẫn làm quân lực, ta gọi Bà La Môn. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Người không tức giận bao giờ, trước lời phỉ báng lặng tờ nín thinh, dẫu cho roi trượng phạt hình, lấy đức nhẫn nại làm binh hộ phòng. Từ tâm từ rải khắp hư không, những kẻ như vậy xứng dòng Bà La Môn. Bạn phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Sức Tina. Thưa con kính lãnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính lãnh lễ thượng tọa, con kính lãnh lễ thượng tọa Minh Đạt, Minh Hạnh, và con kính lãnh lễ thượng tọa Minh Đạt, con kính lãnh lễ với cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài. Ác khô sang quá tháp bành thành cha á đức thù vô tít khá tí khàn tí ba lần ba là ni khăn tá ma hằng vùng mi brahm ma năng. Ác khô sang quá tha bàn thành chá á đúc thù dồ tí tít khá tí khàn tí ba lăng ba la ni khăn tá ma hằng vùm mi brahm ma năng. Ác ý nhẫn chịu phỉ báng đánh phạt hình, lấy nhẫn làm quân lực, tội Bà La Môn. Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ảng khu sang qua thả ban thanh cha a du thô yo ti tinh kha tin khan ti ba lan ba la ni thắng ta ma hăng bùm mi bâm ma năng. Ảng khu sang qua thả ban thanh cha a du thô yo ti tinh kha tin khan ti ba lan ba la ni căng ta ma hăng bùng mi bâm ma năng. Người không tức giận bao giờ, trước lời phỉ báng lặng tờ nín thinh, dẫu cho roi trượt bạc phạt hình,
lấy đức nhẫn nại làm binh hộ phòng, tâm từ rải khắp hư không. Những kẻ như vậy xướng dòng Bà La Môn, Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ thưa con kính tri ân quý sư, con kính tri ân đạo tràng, con xin mời để kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Kha Giá. Con kính đảnh lễ Tỳ Khu Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Minh Đạt, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin ôn câu pháp cú số 399. Ác khô sang bát tháp bành đành cha ác đút thô vô tích kích khá tí khàn tí ba lăng bà là ní khăn tá ma hằng rù mi rầm ma năng ác khô sang bát tháp bành bát tháp bành đành cha ác đút thô vô tích khá tí khàn thì ba lần ba là ni khăn tam ma hằng ru mi rầm ma năng. Người không tức giận bao giờ trước lời phỉ báng, lặng chờ nín thinh dẫu cho rồi trường phạt hình, lấy đức nhẫn nại làm thinh hộ phòng, tâm tự rải khắp hư không. Những kẻ như vậy dòng Bà La Môn. Dạ con xin cảm ơn quý sư, con xin cảm ơn đạo tràng. Con xin mời đạo hữu Trần Đạo. Dạ con xin mời đạo hữu Trần Đạo. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Thâm Ma Giá, Nam Mô Sằng Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tăng Đức Tăng, kính lễ với cô tu nữ, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Đàn Mân cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 399. À cô sang hoa thả băng thăm cha á đút thô vô kỳ kỳ kha kỳ thằng kỳ ba lăng bà la nghi thanh tăng la hâm vô mì rắn ma năng. Cô sinh hoa thả băng thăm cha á đút thô vô kỳ kỳ kha kỳ thằng kỳ ba lăng bà la nghi canh ta hâm vô mì rắn ma năng. Không ác ý những kiểu thủy tán đánh phạt hình, lấy những lòng thương địch ta gọi Bà La Môn, đó là khổ cơ. Thế Hòa Thượng Thích Minh Châu. À cô sanh qua thả băng thăm cha há đốt thô vô kỳ kỳ kha kỳ thằng kỳ ba lăng bà la nghi chăng tăng a hâm vô nghi rắn ma đăng. Người không tức giận bao giờ trước lời thủy tán lặng tờ hứng thinh dẫu cho rơi trượng phạt hình, lấy đức nhẫn nại làm binh hộ phòng, tâm từ rải khắp hư không. Những kẻ như vậy xuống dần Bà La Môn, đó là phổ thông của Hòa Thượng Như Đức. Dạ con đã kể xong rồi. Dạ dạ con xin gửi mít lại cho đạo tràng. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sằng Kha Giá. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng, con kính đảnh lễ quý Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý tu nữ ở dưới những nickname mà con không biết. Kính chào quý anh chị. Cảm ơn chị Trần Đạo, cảm ơn chị Rạng Đông. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 399. Ác cơ sang quá tháp bàn thằng chớ ân đức
Cơ sang qua tháp bàn thần cha đu thô dù ti tích khá ti thành tì ba lần ba là ni cần ta ma hằng ru mi râm mê nâng cơ sang qua tháp bàn thần cha đu thô dù ti tích khá ti thành tì ba lần ba là ni cần ta ma hằng ru mi râm mê nâng cơ sang qua tháp bàn thần cha Aduto yo titikati kanti balang balani kang tamahang rumi ramanang. Không ác ý nhẫn chịu, phỉ báng đánh phạt hình, lấy nhẫn làm quân lực. Ta gọi Bà La Môn, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Akko sang qua tha băng thằng cha a đúng thô vô tí tịch kha tì khan tì ba lăng ba la ni căng ta ma hăng rô mi râm ma nằng a cơ sang qua tha bàn thằng cha a đú thô vô tí tịch kha tì khan tì ba lăng ba la ni căng ta ma hăng rô mi râm ma nằng. Người không tức giận bao giờ trước lời thị bán lặng lờ nín thinh, dẫu cho roi trượng phạt hình, lấy đức nhẫn nại làm binh hộ phòng, tâm từ rải khắp hư không. Những kẻ như vậy xứng dòng Bà La Môn, phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và kính nhân mít lại đầu. Sa thủ kính cảm ơn cô Ái Minh. Nam mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư tôn đức chục minh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn Nguyên Tịnh. Nguyên Tịnh ơi, Nguyên Tịnh có cả cha có ông bài không thì mời Nguyên Tịnh cầm mic. Ông bài Nguyên Tịnh. Để nãy giờ thầy chạy ra chạy vào. Rồi mời Nguyên Tịnh cầm mic ông bài xong rồi là thỉnh pháp sư luôn nha Nguyên Tịnh. Thỉnh Đại Đức Minh Đạt dùng Nhật Quỳnh luôn ha. Rồi mời Nguyên Tịnh. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Khà Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Minh Đạt, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Và con xin phép đọc câu Phật ngôn 399. Ác cô sằng quá tháp bàn thằng cha đúc thô vô tí tích khá tích khàn tí ba ba lăng ba là ní càng ta ma hằng bru mi ram ma năng. Không ác ý nhẫn chịu, phỉ báng đánh phạt hình, lấy nhẫn làm quân lực. Ta gọi Bà La Môn của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Xích ơi, thỉnh tóm tắt hay sao vậy xích? Thỉnh ngắn hay là sao vậy xích? Xích nhục lệnh cho Nguyên Tịnh. Dạ, con để vào buổi học, con kính mời đạo hữu cùng với con giữ tâm thanh tịnh để thỉnh pháp sư. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Giáo Pháp, ơn Đức Chư Tăng. Nam mô Tát Sa Pha Ga Qua Tu Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Qua Tu Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Qua Tu Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả vốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lô mộc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành rải tán mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phạm thiên lòng kính thành cung thỉnh Phật lặng thinh tỏ ý nhận lời. Từ bi khai đạo đổ đời nhắm vườn lộc giả ngài dời chân sang.
Chuyện pháp luân độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáp 45 hạ gia vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rươi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Minh Đạt đăng đàn để thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ con kính dâng mic đến sư. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Dạ một lần nữa xin hỏi mọi người có thể nghe rõ được âm thanh từ phía chúng tôi không? Dạ xin cảm ơn Sĩ Trần Đông, xin cảm ơn Sài Gòn Mưa Nắng và xin cảm ơn Sĩ Nhật Quỳnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tối hôm nay chủ nhật ngày 28 tháng 2 năm 2021, nhằm ngày 17 tháng Giêng năm Tân Sửu, rung chúng ta tiếp tục học câu pháp cú số 400. Và kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể chư Phật tử, trước khi chúng ta bước vào để chúng ta học câu kệ pháp cú số 400 này, chúng tôi xin phép được lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt. Và kính mong toàn thể chư Phật tử chúng ta hãy hướng về ba ngôi Tam Bảo cùng nhau lễ bái Tam Bảo. Samanta Chakavalesu Yatra Gacchantu Devata Sathamam Munirachamsa Sunantu Sangamaukhadam Thamma Savanakalo Vayam Faranta Thamma Savanakalo Vayam Faranta Thamma Savanakalo Vayam Faranta Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Chúng đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đức Tam Bảo một cách tóm tắt là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đấng toàn tri diệu giác, vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương đức Phật Bảo. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương đức Pháp Bảo. Pháp Bảo được ví như những phương linh diệu dược chuyên chữa trị những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Nếu ai cố gắng hành theo sẽ được kết quả an lạc ngay trong kiếp sống hiện tại này. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương đức Pháp Bảo. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương đức Tăng Bảo. Các ngài đã đắc thánh hay còn phàm, là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Phần phước phát sanh lên do lễ bái Tam Bảo cách tóm tắt xin chia đều đến quý chư tôn đức tăng ni, quý sư cô chư thiền hữu trí thức đang diện trong rung, cầu mong cho quý vị được an lạc suốt thời gian sinh hoạt Phật pháp. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Dạ Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Kính bạch chư đại đức tăng, trước khi chúng ta bắt đầu bước vào để học câu pháp cú số 400 này, thì theo thông lệ thì chúng ta sẽ học cái phần từ vựng, sau đó thì chúng ta sẽ
đi tìm hiểu về câu chuyện duyên sự, cũng như là đi tìm hiểu về cái những nội dung, cái ý nghĩa của cái câu duyên sự này. Thưa quý vị, ở cái câu pháp cú số 400 này, đầu tiên thì chúng tôi xin phép được đọc qua một lần, sau đó thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái ý nghĩa duyên sự, cái từ vựng ở trong câu pháp cú số 400 này. Akko thát năng quát tác quan tăng xin tăng anusa đăng đan đăng antikma sari đăng tăng ma hằng pro mi pram ma năng. Chúng ta xin đọc lại là Akko thát năng quát tác quan tăng si lắc quan tăng anusa đăng đan đăng đan tăng antikma sari đăng tăng ma hằng pro mi pram ma năng. Kính thưa quý vị, thì bắt đầu chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái những cái từ vựng ở trong câu pháp cú này. Câu pháp cú số 400 được bắt đầu bằng một cái hợp âm, đó là Akko Thát Năng. Ở đây kính thưa quý vị, cái chữ Akko Thát Năng từ tiếp đầu ngữ Á cộng với cái chữ Cô Thát Ná. Ở đây tiếp đầu ngữ Á có nghĩa là không, và cái chữ Cô Thá Ná đó được dịch là nóng giận. Nóng giận. Và cái quý vị, ở đây cái chữ nóng giận này, chúng ta hãy nhớ cái chữ nóng giận hay giận hờn hay là giận dữ. Ở đây chúng ta phải nhớ cái chữ Cô Thá Ná là như vậy. Sở dĩ mà chúng tôi muốn nhắc cho quý vị nhớ cái chữ Cô Thá Ná là cái sự nóng giận, giận hờn, rồi bất toại nguyện ở trong tâm đó, thì được gọi là Cô Thá Ná. Để chút nữa chúng ta sẽ, khi mà chúng ta đi và học vào cái ý nghĩa của cái câu kệ pháp cú, chúng ta sẽ thấy cái chữ này rất là hay. Và tiếp đến là một cái hợp âm khác, đó là chữ Quát Tắc Quanh Tăng. Ở đây kính thưa quý vị, chữ Quát Tắc Quanh Tăng từ cái chữ Quát Tá cộng với Quanh Tú, có nghĩa là người có cái sự hành trì, hay là người đã làm tròn cái bổn phận. Ở đây kính thưa quý vị, cái chữ Quát Tác Quanh Tú này khi mà đi chung với nhau đó, thì chúng ta sẽ dịch là cái người có cái sự hành trì, hay là cái người mà làm xong cái bổn phận. Tiếp đến cái câu thứ hai, đó là Sư Lắc Quanh Tăng Anusa Đăng. Cái chữ Sư Lắc Quanh Tăng cũng là một cái hợp âm từ cái chữ Sư Lá cộng với Quanh Tú, có nghĩa là cái người có giới hạnh, cái người giữ giới, hay là cái người có cái giới đức. Ở đây cái chữ Si Lắc Quanh Tăng có nghĩa là cái người có giới hạnh, người giữ giới, hay là cái người có giới đức. Tiếp đến là cái chữ Anusa Đăng. Cái chữ Anusa Đăng từ tiếp đầu ngữ An cộng với danh từ Usada. Ở đây kính thưa quý vị, cái chữ An có nghĩa là không, và cái chữ Usada có nghĩa là cái sự ngang bướng, cái sự kiêu ngạo tự phụ, cái sự đắm nhiễm trong các cái dục. Cái chữ An có nghĩa là không, chữ Usada có nghĩa là ngang bướng, kiêu ngạo tự phụ, hay là đắm nhiễm trong các cái dục. Thì ở đây kính thưa quý vị, ở trong các cái bản dịch đó, thì có người thì dịch là không có cái sự đắm nhiễm, rồi có người dịch là không có cái sự ngang bướng. Điều đó thì cũng đúng ở trong cái ngữ cảnh, hay là đúng trong cái phần mà từ vựng ở Bali. Anusa Đăng có nghĩa là cái người không có cái tính ngang bướng, hoặc là cái người không có cái sự kiêu ngạo tự phụ đắm nhiễm ở trong các dục vọng, thì được gọi là Anusa Đăng. Tiếp đến cái chữ Đăng Tá ở câu thứ ba, chúng ta có cái chữ Đăng Tá hay là Đăng Tăng. Đăng Tăng có nghĩa là một cái quá khứ phân từ, nó từ cái chữ Đăng Tá, có nghĩa là đã được điều phục, đã được dễ dạy, và đã được rèn luyện, đã được thuần hóa. Ở đây cái chữ Đăng Tăng từ cái chữ Đăng Tá là một cái quá khứ phân từ, và được dịch là đã được điều phục, đã được rèn luyện, đã dễ dạy và đã được thuần hóa. Và tiếp đến là cái chữ Antimak Sariran.
Ở đây cái chữ antimassari răng từ hai hợp, là một cái hợp âm gồm hai cái từ, đó là antimac cộng bari đó. Cái chữ antimac có nghĩa là cuối cùng, và cái chữ sarira có nghĩa là cái xác thân. Thì cái chữ antimac và sariran có nghĩa là có cái thân, là cái thân cuối cùng. Và câu thứ tư thì chúng ta cũng đã học ở những cái bài học trước, đó là tamahang brumik brahmanan, có nghĩa là ta gọi cái vị ấy là bà la môn. Thì ở đây cái câu này chúng ta đã học rồi. Thì các quý vị, nội dung của câu kệ pháp cú số 400 chỉ có bấy nhiêu từ. Và chúng ta trước khi bước vào học cái câu chuyện duyên sự cũng như là cái nội dung của những cái câu kệ pháp cú này, thì chúng ta sẽ chúng tôi sẽ kệ qua một lần để cho chư Phật tử chúng ta nắm được cái dòng kệ, sau đó thì chúng ta sẽ kệ hay hơn ở cái câu pháp cú số 400 này. Cô thắc năng quanh tăng si lắc quanh tăng anusadang đan tăng antimasari răng tam mắt hằng promit brahmanang. Và chúng tôi xin phép được kể. Ami cô thắc năng quanh tăng si lắc quanh tăng anusadang đan tăng antimasari răng tam hằng promit Aku tanang watawantang silawantang anusadang dan talanti masaridang tamahang brumi pramanang. Và chúng ta có cái bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu, đó là không hận hết bổn phận, trì giới không tha mái, nhiếp phục thân cuối cùng ta gọi bạn. Và ở cái bản dịch hay là cái bản phổ thơ của Ngài Thượng Tọa Giới Đức, đó là người mà vô hận vô sân, làm tròn bổn phận, tự tâm tự điều, ly tham bước tiêu diêu, đúng bậc phạm chí chẳng nhiều lắm đâu. Nam mô Bổn Thầy á. Như vậy là chúng ta đã học xong cái phần từ vựng ở trong câu kệ pháp cú số 300, câu kệ pháp cú số 400 này. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ bước vào để chúng ta tìm hiểu cái câu chuyện duyên sự. Và sau đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của câu kệ ngôn pháp cú số 400 này. Cái câu chuyện duyên sự về câu pháp cú số 400 này là một cái pháp thoại được Bậc Đạo Sư tuyên thuyết khi mà Ngài ngự ở tại quê Lú Quán Á. Và cũng đề cập đến Ngài Trưởng Lão Sariputta. Thì tuyên truyền kính thưa quý vị, sau khi mà Ngài Sariputta và Ngài Moggallana đã từ bỏ gia đình, sống không gia đình gia và trở thành những cái bậc thượng thủ thinh văn ở trong cái giáo đoàn, thì vào một cái thời gian nọ, Ngài Trưởng Lão Sariputta trong khi mà đi triều bình khất thực cùng với 500 vị đồ đệ của mình đó, thì đã đi về cái ngôi làng Malacca và đứng tại cái cổng cái ngôi nhà của mình. Và thế gọi là cái người mẹ của Ngài sau khi mà mời Trưởng Lão Sariputta vào rồi dọn xong cái bữa ăn lên, thì bà có cái sự quở trách Ngài Sariputta. Này con, sau khi mà con từ bỏ cái khoản tài sản 800 triệu đồng tiền vàng đó, thì con đã xuất gia. Rồi sau khi mà xuất gia xong đó, thì con chỉ nhận những cái cơm thừa canh cặn của những người mà người ta ăn còn sót lại. Rồi con phải thọ dụng những cái muỗng cơm mà nó dính vào cái muỗng. Chính vì vậy cho nên là con đã giết chết mẹ rồi. Thôi bây giờ thì con hãy ăn đi. Thì sau khi mà bà nói xong cái điều đó xong á, thì bà dâng vật thực đến cho Ngài Sariputta để Ngài Sariputta ăn. Rồi sau đó thì bà cũng tiếp tục dâng những cái vật thực đến cho những cái vị tỳ khưu, 500 vị tỳ khưu đồ đệ của Ngài Sariputta. Thì sau trong khi mà bà dâng cái vật thực đến cho 500 vị tỳ khưu đó,
thì bà lại mắng nhiếc Chư Tỳ Khưu là con trai của tôi á, bây giờ nó trở thành cái người phục vụ nhỏ bé cho các ngài rồi. Bây giờ thì các ngài hãy ăn cái phần cơm này đi. Thì sau khi mà bà nói xong như vậy, nhưng mà bà vẫn dâng cái vật thực đến cho Chư Tỳ Khưu. Rồi ngài trưởng lão Sariputta sau khi mà nhận lấy những vật thực xong rồi thì ngài quay trở về chùa. Thì khi mà quay về trở về chùa thì trong cái đoàn chư tăng mà đi theo ngài Sa Lợi Phất đó, ngài Sariputta đó, thì có tôn giả Rahula cũng đi theo. Thì khi mà ngài Rahula nhận xong những cái vật thực xong đó, thì khi trở về chùa cùng với thầy của mình, thì ngài Rahula đã dâng những cái đồ ăn khất thực đến cho bậc đạo sư. Thì lúc bây giờ bậc đạo sư mới hỏi tôn giả Rahula là: này Rahula, hôm nay bà đi đâu? Thì tôn giả Rahula mới trả lời là: bạch ngài, là đến đàn của bà ngoại. Bà ngoại ở đây là cái danh từ mà ngài Rahula gọi mẹ của ngài Xá Lợi Phất. Thì khi đó bậc đạo sư mới hỏi là: nếu mà đi đến đó thì bà ngoại đã nói gì với thầy tế độ của con không? Thì lúc đó ngài Rahula mới trả lời là: bạch ngài, là bà ngoại đã la rầy thầy tế độ của con. Rồi ngài Rahula mới kể lại cái câu chuyện mà đã xảy ra tại gia đình của ngài Xá Lợi Phất. Thì sau khi mà nói xong như vậy đó, thì tại thánh pháp đường, những cái vị tỳ khưu đã khởi sanh lên ở tại đó một cái câu chuyện, là các vị này mới tự bàn luận với nhau và nói với nhau rằng là: này chư hiền giả, những cái ân đức của trưởng lão Sariputta thật là phi thường. Cái ân đức của ngài Sariputta thật là phi thường. Trong khi mà người mẹ đã mắng chửi như vậy đó, thì dẫu chỉ có một dẫu chỉ là một ít cái sự sân trong ngài cũng không có. Thì khi mà Chư Tỳ Khưu đang bàn luận với nhau tại thính pháp đường cái câu chuyện như vậy, thì lúc bây giờ đạo sư đi đến và hỏi rằng là: này Chư Tỳ Khưu, trong khi ngồi tại ở đây thì cái câu chuyện gì đã được xảy ra? Thì lúc đó Chư Tỳ Khưu mới trình bày lại đến cho Đức Thế Tôn nghe những cái điều mà Chư Tỳ Khưu đang bàn luận. Và lúc đó đó, bậc đạo sư mới dạy rằng là: này Chư Tỳ Khưu, gọi là bậc thánh lậu tận thì là cái người không còn giận dữ nữa. Điều nói xong, ngài nói lên câu kệ ngôn pháp cú số 400, đó là: ác cô thánh năng quát tắc quanh tăng si lắc quanh tăng anusadang đan tăng atikma sari rằng tam mắt hằng phù mi brahmanang. Chúng ta đã có cái bản dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu, và chúng ta cũng đã có cái bản phổ thơ của ngài Thượng Tọa Chư Đức. Thưa quý vị, đó là cái câu chuyện sự của câu kệ ngôn pháp cú số 400. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem thử cái nội dung của cái câu pháp cú số 400 này như thế nào. Và trước khi mà chúng ta bước vào để chúng ta nghiên cứu, hay là chúng ta bước vào để chúng ta học hỏi về bốn cái câu kệ ngôn pháp cú này đó, thì chúng tôi cũng xin nói về cái vấn đề vì sao mà mẹ của ngài Xá Lợi Phất hay là ngài Sariputta đó mắng chửi cô mình với cái ý như vậy. Và sau đó thì bậc đạo sư nương theo cái câu chuyện này để ngài nói lên cái câu kệ ngôn. Thì thật sự ra các quý vị, chúng ta đã học những cái câu kệ ngôn ở cái phẩm sân hận nè. Chúng ta cũng là ở trong cái kinh pháp cú đó, thì chúng ta đã học những kệ ngôn ở phẩm sân hận. Rồi chúng ta cũng đã nghe rất là nhiều cái câu chuyện về cái việc mà ngài Xá Lợi Phất nhẫn nại khi mà bị những cái con ngạ quỷ nó đánh nè. Rồi ngài Xá Lợi Phất đã nhẫn nại khi mà bị một cái người tại gia cư sĩ, một cái người Bà La Môn cư sĩ đánh đập ngài nè, ngài vẫn im lặng. Và đến bây giờ khi mà ngài trở về nhà của mình đó, thì ngài lại tiếp tục bị cái người mẹ mắng chửi như vậy đó, thì ngài vẫn bất động và ngài vẫn có cái sự im lặng. Nhưng mà vì sao người mẹ của ngài, một cái người mà mẹ của một cái vị thượng thủ thông văn, lại có cái sự sân hận, lại có cái sự buồn bực với cái người con trai của mình như vậy? Thì các quý vị, ở trong kinh đó,
Tất nhiên là khi mà chúng ta học kinh Pháp Cú, khi mà chúng ta học những cái câu chuyện ngôn Pháp Cú, thì chúng ta phải nhớ về cái câu chuyện duyên sự, chúng ta phải hiểu về cái câu chuyện duyên sự. Hay là vì cái câu chuyện duyên sự đó mà bậc đạo sư mới chuyên thuyết lên cái câu kệ ngôn Pháp Cú đó, chứ không phải là chúng ta cứ vào là chúng ta lấy cái câu kệ ngôn Pháp Cú nó ra là chúng ta nói, nhưng mà cái câu chuyện duyên sự chúng ta bỏ qua một bên. Cái câu chuyện duyên sự nội dung tuy dài nhưng ở trong đó hàm chứa những cái điều mà nó liên quan đến cái câu kệ Pháp Cú. Chính vì vậy cho nên là chúng tôi mới, khi mà tôi giảng kinh Pháp Cú chúng tôi hay nói về cái sự dài dòng này, là bởi vì chúng tôi muốn là mọi người phải nghiên cứu về cái điều đó. Bởi vì sao? Khi mà Đức Thế Tôn thuyết giảng cái câu Pháp Cú đó xong thì rất là nhiều người chứng đắc được cái quả vị Tu Đà Hương. Có nhiều người chứng đắc cái đạo quả, sơ quả, là bởi vì cái nội dung cái câu Pháp đó, nó đưa đến đạo quả. Và cái câu chuyện duyên sự đó là một cái phần không thể thiếu ở trong cái câu kệ Pháp Cú. Cho nên là chúng ta phải đọc cái câu chuyện duyên sự và chúng ta hiểu được cái nội dung là như vậy. Thì ở đây cái quý vị, sở dĩ mà cái người mẹ của Ngài Xá Lợi Phất đó, là một cái người mà bà là cái người mắng chửi Ngài Xá Lợi Phất như vậy đó. Và trong cái câu mắng chửi bà là bà nói như thế nào? Là bà nói là vì sao là con bỏ cái khối tài sản 800 triệu đồng tiền vàng để rồi con đi xuất gia. Và khi mà xuất gia như vậy xong đó, thì con lại là cái người sử dụng những cái đồ của người khác bố thí. Và tiếp tục nữa, con lại là cái người ăn những cái món ăn mà nhỏ nhặt, những cái hạt cơm mà nó còn dính ở trên cái mũi đó. Rồi bà tiếp tục, bà nói với Chư Tỳ Khưu là bây giờ con trai của ta đã trở thành nô lệ của các ngài rồi. Có nghĩa là bà nói rằng là Chư Tăng á, Chư Tỳ Khưu á, mượn cái hình ảnh của Ngài Xá Lợi Phất để làm cái mũi mồi hay là cái miếng cơm cho mình, lấy giống như cái cần câu cho mình. Chính vì vậy cho nên là chúng ta phải đi tìm hiểu xem vì sao mẹ của Ngài Sariputta lại là một cái người có cái sự sân hận như vậy. Và cái quý vị, sở dĩ mà chúng tôi nói như vậy là bởi vì trong những cái câu Pháp Cú trước này chúng ta đã học ở phẩm sân hận rồi, ta cũng biết là cái người không có sân là như thế nào, rồi chúng ta biết là cái người thọ trì là như thế nào, và chúng ta cũng biết là cái người giữ giới là như thế nào. Thì tất nhiên là đối với một cái vị thánh nào hán trong cái lại trở lại đó, thì cái người đó phải là cái người không có sân hận, phải là cái người không có cái người có cái sự hành lì, rồi cái người có cái sự giữ giới, cái người có cái sự không có đắm chấp vào trong những cái vật dụng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem mẹ của Ngài Sariputta. Thì cái những vị mẹ của Ngài Sariputta thì bà có cái tên gọi là Rupaksari. Và cái chữ mà cái tên của Ngài Sariputta đó là từ cái chữ Sari cộng với Putta, có nghĩa là con trai của cái bà Sari. Cho nên là Ngài Xá Lợi Phất được gọi là con trai của bà Sari từ cái chữ Sariputta. Và tên của mẹ Ngài là Rupaksari. Và cái những vị, sở dĩ mà mẹ của Ngài Xá Lợi Phất có cái sự oán thán với Chư Tăng, sở dĩ mà mẹ của Ngài Xá Lợi Phất nói lên những cái câu đó ở trong cái câu chuyện kệ ngôn, câu chuyện mà chúng ta nghe được đó, thì bởi vì là bà là cái người có cả thảy bảy nghiệp. Cái người con trưởng là Ngài Sariputta, tiếp đến là Ngài Uppasena, tiếp theo nữa là Ngài Mahachunda, và tiếp đến là Ngài Rewata. Bốn cái người con trai và ba người con gái của bà là bà Chala, rồi bà Upachala, rồi bà Sisupachala. Thì bà mẹ của Ngài đó, hay là bà Rupaksari này nè, bà có bảy người con. Nhưng mà cả bảy người con này nè đều bỏ đạo Bà La Môn của mình đó, và đi theo đạo Phật. Và cả bảy người này đều chứng đắc được cái quả vị A-la-hán. Và khi mà bảy người con của bà bỏ không theo đạo Bà-la-môn, rồi bảy người con của bà chứng đắc được cái quả vị A-la-hán theo Phật giáo rồi đó, thì lúc bây giờ bà
nhìn thấy là tất cả những cái người con của mình không có theo đạo của mình mà đi theo cái tôn giáo của Sa môn Gotama. Cho nên là bà rất là buồn phiền khi mà bà thấy lần lượt những cái người con của bà đó từ chối cái của cải, cái tài sản kết xù 800 triệu để gia nhập tăng đoàn. Và ngay cái ngày mà trưởng lão rêu quá tá cho quý vị, bà là cái người mong mỏi gìn giữ ngài rêu quá tá lại, bởi vì ngài rêu quá tá là con trai út, bà giữ ngài rêu quá tá lại. Nhưng cuối cùng thì vào năm 7 tuổi đó bà đã cho ngài rêu quá tá kết hôn, nhưng mà rồi cuối cùng cũng thất bại. Thì khi mà bà thất bại như vậy, 7 người con xuất gia, ngay cả hy vọng cuối cùng của bà cũng bị mất đi, để lại ở trong cái thế gian cả một cái tài sản là 800 triệu đồng tiền vàng, không có một người con thừa vị nào hết. Cho nên là bà rất là đau buồn, bà rất là đau khổ. Cho nên là chính vì vậy, cho nên là khi mà bà mắng nhiếc, hay là bà tôn giả Sariputta đó, là bà mới nói cái câu mà chúng ta vừa nghe đó. Có nghĩa là vì sao con bỏ cái của cải 800 triệu này để con sống cái đời sống tu hành, con sống làm cái người khất sĩ lang thang đi kiếm ăn, rồi con sống nhờ cái sự bố thí của người khác, con nhận từ những cái người khác những cái miếng cơm, những cái miếng cháo rất là nhỏ, rất là ít, nhưng mà vì sao con lại nhận như vậy? À, cái câu chuyện này nó diễn tiến trên cái góc độ đó. Có nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái câu chuyện này trên cái góc độ đó. Bởi vì sao quý vị? Nếu như mà chúng tôi nhớ không lầm á, là ở trong cái bài kinh, bài kệ kinh Phúc Cú này nè, cái bài kệ kinh Phúc Cú số 400 này nè, là chúng ta có thể tìm thấy ở trong kinh tập, cũng là một cái bài kinh này. Và ở trong trong kinh bộ kinh á, ở cái bài kinh số 98 cũng có một cái bài kinh nội dung y chang như thế này luôn. Và thậm chí là cái nội dung của cái bài kinh đó nó sẽ kéo dài xuống là tất cả những cái gì mà Đức Thế Tôn đều cập đến những cái bậc Bà La Môn, những cái vị Bà La Môn được gọi là Bà La Môn đó, đều đề cập ở trong cái bài kinh Trung Bộ Kinh số 98 và ở trong kinh tập. Chính vì vậy cho nên là cái bài kinh Vesatha ở trong bài kinh Vesatha của Trung Bộ Kinh, thì chúng ta sẽ thấy là cái đoạn kinh này, hay là cái đoạn kinh trước đó, hay là những cái câu pháp cú số 399, 398 đều có liên quan đến những bài kinh đó. Và sở dĩ mà chúng ta đưa ra như vậy để cho chúng ta thấy rằng là từng cái nội dung, từng cái ý nghĩa, từng cái duyên sự mà bậc đạo sư chúng ta mới đưa ra những cái câu pháp cú này. Đó là chúng ta viễn vong, chúng ta dài dòng một tí để cho chúng ta thấy là trước khi mà Đức Thế Tôn nói về cái câu kệ pháp cú số 400 này nè, là nó có cái duyên sự như vậy. Và cái duyên sự là bởi vì mẹ của ngài Xá Lợi Phất là có 7 người con, nhưng mà cả 7 người con đi tù, bỏ lại cái tài sản như vậy đó. Và đến những cái ngày cuối đời, các quý vị, đến những cái ngày cuối đời của ngài Xá Lợi Phất á, thì trước khi mà ngài Xá Lợi Phất về Phất Viên Tịch, thì ngài cũng đã xin bậc đạo sư là bậc ngài cho con quay trở về cái làng của mình, cái làng của mình, và cũng muốn niết bàn ở tại cái căn phòng mà sanh con ra đó. Thì tối hôm đó, khi mà ngài Xá Lợi Phất đi về tới cái căn nhà của mình ở trong cái căn phòng đó rồi đó, thì bà mẹ của ngài vẫn nói những cái người nữ tỳ á, là chăm lo hầu hạ hay là quét dọn phòng ốc, sắp sửa lại những cái phòng ốc để cho Chư Tăng và ngài Xá Lợi Phất nghỉ ngơi ở trong đó. Và tối hôm đó, khi những cái vị tứ đại thiên vương, hay là những cái vị vua trời đế thích, hay là những cái vị mà chư thiên bậc cao đó, khi mà đến thăm viếng ngài Xá Lợi Phất, thì mẹ của ngài mới nhìn thấy cái hào quang ở những cái vị chư thiên nó phát ra. Thì lúc bây giờ bà mới hỏi là vì sao mà có những cái ánh sáng nó phát ra như vậy. Thì ngài Trung Đá ngài mới nói rằng là những cái vị chư thiên như thế này đến viếng thăm manh của con. Thì khi mà bà nghe như vậy thì bà cực kỳ hoan hỷ, và bà ra bà bắt đầu bà nói chuyện với ngài lại, và bắt đầu ngài thuyết một thời pháp lên, thì bà chứng đắc được sự quả.
Thì đó là những cái ngày cuối đời của bà, là cái nội dung của cái câu chuyện là như vậy. Nhưng mà quý vị, ở đây đối với cái câu kệ pháp cú, bây giờ chúng ta mới bắt đầu, chúng ta bước vào, chúng ta đi tìm hiểu cái ý nghĩa của câu kệ pháp cú. Như chúng ta đã thấy là cái câu kệ pháp cú đầu tiên khi mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị đó là cái chữ Akko Thana. Cái chữ Akko Thana này khi mà chúng tôi triết giải những cái từ vựng á, là chúng tôi nói với quý vị là từ cái tiếp đầu ngữ Á có nghĩa là không, và cái chữ Cô Thá Mát có nghĩa là không có cái sự giận hơn, không có cái sự khó chịu. Lúc nãy tôi cũng có nói với quý vị là chúng ta hãy nhớ cái chữ này, bởi vì cái chữ này nó rất là hay, nó rất là hay. Nếu như cái chữ này nó không nằm ở trong cái phẩm Bà La Môn, nếu như cái chữ Akko Thana này không nằm trong phẩm Bà La Môn, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ dịch như thế nào? Bởi vì khi mà chúng ta dịch vô cái chữ Akko Thana này, chúng ta dịch là vô sân hay vô hận đó quý vị. Những cái nghĩa nó cực kỳ nặng, những cái nghĩa nó nặng lắm. Và khi mà những cái nghĩa nó nặng đó, thì nó trở thành là một cái gì nó cao đẹp, nó tốt đẹp rồi. Thì ở đây cái chữ Akko Thana có nghĩa là cái sự không kiểm soát được cái tâm. Cái chữ Cô Thá Ná có nghĩa là cái sự cào nhàu buồn bực. Ở đây trong các bản khai, cái bản dịch, quý vị đều thấy là các ngài đều dịch là không hận hay không sân hận, hay là không có vô sân chẳng hạn. Nếu như chúng tôi đặt cái giả thuyết là nếu như mà cái chữ Akko Thana này nó không nằm ở trong cái phẩm Bà La Môn, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ dịch như thế nào? Cái chữ Akko Thana này mà chúng ta dịch cái chữ vô hận hay là vô sân á, không hận không sân, nó rất là nặng. Cho nên á, ở đây khi mà chúng tôi dịch cái chữ Akko Thana này đó, thì chúng tôi có những cái lý do để chúng tôi dịch là nó là không có cái sự kiểm soát ở trong tâm, hay là không có cái sự cào nhào buồn bực. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thấy rằng là ở trong cái bộ Đại Sĩ Minh á, quý vị, khi mà giải thích cái chữ sân á, cái chữ sân là cái chữ đê xá đó, thì cái chữ đê xá đó nó là một cái chữ đê xá có nghĩa là đất pa la cô tha tí, đê xá đất pa la cô tha tí có nghĩa là cái sự khó chịu yếu ớt gọi là sân. Đó là cái bộ Đại Sĩ Minh đó quý vị à. Hoặc là chúng ta nói là cái chữ pa tí khá có nghĩa là cái sự phẫn nộ đó. Thì ở đây cái chữ Palavakotha có nghĩa là cái chữ sự khó chịu mạnh mẽ được gọi là phẫn nộ. Cho nên là cái chữ mà vô sân ở đây á, chúng ta phải dịch là cái chữ Adosa. Cái chữ Adosa mới gọi là vô sân, hay là không vô hận, vô sân vô hận thì được gọi là Adosa. Còn mà cái chữ Akotha này đó, thì chúng ta dịch là không có chịu hay là không có cái sự kiềm chế ở trong tâm là nó hay hơn. Nó đủ rồi. Và chúng tôi cũng muốn gửi cái chữ đó lên để cho quý vị, khi mà quý vị đọc, quý vị sẽ thấy, quý vị phải nhớ cái chữ này. Sở dĩ vì sao mà chúng tôi lại đưa cái chữ này ra, quý vị phải nhớ. Quý vị có thấy được cái dòng text chat của chúng tôi không ạ? Quý vị có thấy cái chữ đô xá bằng đức plắc cô thá không? Có nghĩa là khó chịu yếu ớt gọi là sân. Đó, quý vị thấy rõ ràng. Và cái chữ Pati khác bằng cái chữ Palakwa Cô Thá có nghĩa là khó chịu mạnh mẽ gọi là phẫn nộ. Ồ, không thấy sư trá hả? Chắc có lẽ dài quá, chờ sư tí. Để sư làm lại xem. Thấy không ạ? Đó là quý vị thấy, tìm lại cái này, tìm lại cái đoạn này ở trong cái phần mà kinh bộ kinh Đại Sĩ Minh á, quý vị sẽ thấy. Mà sở dĩ mà chúng ta phải học cái từ đó để cho chúng ta thấy rằng cái chữ á cô thá nếu như không nằm ở trong cái phẩm sân, không có nằm ở trong cái phẩm mà Bà La Môn á, thì lúc bây giờ các ngài chúng tôi nghĩ rằng các ngài cũng sẽ không có dịch là vô sân. Bởi vì cái trạng thái của vị Bà La Môn là cái người không có sân hận, những cái vị thánh lậu tận là cái người không có sân hận. Thì ở đây á, cái chữ Akko Thana này có nghĩa là không có cái sự kiểm soát ở trong tâm, hay là không có cái sự cầu nhau buồn bực.
Chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta không khó chịu, khi mà chúng ta không có cái sự bất mãn trước những cái nghịch cảnh của tâm đó, thì khi ấy mới được gọi là akothana, có nghĩa là chúng ta không có cái sự khó chịu, chúng ta không có sự cầu nhào, chúng ta không có sự buồn bực. Cái nghịch cảnh của tâm nếu như chúng ta không có khó chịu, không có bất mãn, thì lúc bây giờ chúng ta được gọi là akothana. Và cái nghịch cảnh của tâm thì chưa hẳn là cái cảnh xấu. Đôi khi cái nghịch cảnh của tâm nó chính là cái cảnh tốt, nhưng cái tâm của chúng ta lại không thích cái cảnh đó. Có nghĩa là giữa cái tốt và cái xấu này nó được xây dựng ở trên một cái phương diện gọi là cái tự ngã của tôi. Cái tốt và cái xấu này nó được xây dựng trên cái phương diện cái bản ngã của chính mình. Đôi khi có người thích màu xanh, đôi khi có người thích màu vàng, đôi khi có người thích màu trắng, bởi vì cái tâm lý của người đó thích cái màu đó. Đôi khi những cái người đó thấy cái màu trắng người ta thích, nhưng mà người ta thấy màu đỏ người ta không thích. Đó là cái tâm lý của người đó. Cho nên là cái cảnh nghịch của tâm chưa hẳn là cái cảnh xấu. Cái cảnh xấu của người này đối với người kia thì lại là cái tốt. À, ví dụ như là nếu như một cái người Phật tử chúng ta nhìn thấy kim thân Phật thì chúng ta rất là hoan hỷ, đúng không? Cái kim thân Phật đó chính là cái cảnh tốt. Nhưng mà những cái vị ngoại giáo khi mà nhìn thấy những cái kim thân Phật như vậy đó thì cái vị đó không thích, thì lúc bây giờ cái kim thân Phật đó lại trở thành là cái cảnh không tốt. Hoặc là một số những cái người Phật tử khác khi mà chúng ta nghe thảo luận về vi diệu pháp chúng ta không thích, nhưng mà một số người khác khi nghe thảo luận, khi nói về vi diệu pháp, người ta rất là thích. Và cũng trong số đó, những người khi mà nghe nói về thiền thì người này rất là thích, nhưng mà khi mà nói về những pháp khác người ta không thích. Thì giữa những cái vi diệu pháp, kim thân Phật, vi diệu pháp hay là cái phương pháp hành thiền, đó là những cái thuận tâm, hay là đó là những cái cảnh tốt đối với những cái người yêu thích đó. Nhưng đối với những cái người không có cái sự yêu thích thì kim thân Phật hay là vi diệu pháp hay là những cái pháp hành thiền đó, nó cũng trở thành là cái cảnh xấu. À, chính vì vậy cho nên là chúng ta phải thấy rằng là cái chữ akothana này có nghĩa là chúng ta không khó chịu, không bất mãn. Và chúng ta nhớ rằng là cái câu chuyện duyên sự của câu pháp cú số 400 này đó, là bởi vì ngài Xá Lợi Phất á, là con của bà. Và khi mà bà mắng chữ như vậy thì làm sao mà ngài có cái sự phẫn nộ hay hiền mặn lên được. Cho nên là ở đây chúng ta phải đi tìm hiểu rõ về cái chữ akothana này. Đúng không? Và chúng ta cũng đã thấy rằng là ở trên đó chúng tôi nói rằng là cái chữ đưa xá có nghĩa là sân hận á. Cái chữ sân đó thì nó có cái sự khó chịu yếu ớt, đúp ba lá cô thá. Và cái chữ cô thá ở đây là khó chịu. Cái sự khó chịu yếu ớt thì được gọi là sân. Còn cái sự khó chịu mà nhiều đó thì được gọi là phẫn nộ. Bắt thì khác ba là quá cô thá. À, chính vì vậy cho nên là khi mà chúng ta dịch cái chữ akothana là không có cái sự giận hờn, không có cái sự khó chịu thì nó rất là hay. Và cái quý vị ở đây khi mà chúng ta không có sự giận hờn, không có sự khó chịu này, nó cũng có một cái lớp nghĩa khác nhau. Ví dụ như là một cái người ta kham nhẫn trước cái sự nóng lạnh của thời tiết thì người này cũng gọi không có cái sự khó chịu. Rồi một người bình thản kham nhẫn trước những cái sự mắng nhiếc của những người khác thì cái người này cũng được gọi là cái người không có giận hờn, đúng không? Rồi cái người có cái tâm từ với những cái chúng sanh cũng được gọi là cái chữ akothana. Và cái người không có một cái ác cảm với những cái người khác cũng được gọi là akothana. Chính vì vậy cho nên là khi mà dịch cái chữ akothana này, chúng ta nên dịch là không có cái sự giận hờn, không có cái sự khó chịu. Và ở đây các quý vị, chúng ta vẫn biết rằng là ngài Xá Lợi Phất là một cái người không có cái giận hờn, không có cái sự khó chịu. Bởi vì sao? Bởi vì ngài á là một cái người có cái sự quân bình trong các cái pháp. Ngài là cái người thành tựu được các cái pháp. Và trong đó cái sự không có giận hờn, không có khó chịu được xem là một trong những cái nguồn cội của những cái thiện pháp. Và vì đó
cái ngài ngài đó không có cái sự trạng thái đối hại hay là cái trạng thái tàn hại hay là đối kháng lại đối với người mẹ của ngài. Chính vì vậy cho nên là chúng ta thấy là không có cái sự giận hờn, không có khó chịu thì chúng ta không tàn hại hay không đối kháng với bất kỳ những cái đối tượng nào hết. Và cái quý vị, đó là cái chữ Atthama. Nhưng mà ở đây cái quý vị, cái trạng thái tàn hại hay là cái trạng thái mà đối kháng đó, thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta không có sự giận hờn, khi mà chúng ta không có sự khó chịu thì chúng ta không tàn hại hay là không đối kháng lại bất kỳ đối với cái đối tượng cảnh nào. Cái sự tàn hại hay cái sự đối kháng đó chính là lúc mà cái tâm sân nó phát triển cao độ. Và khi mà nó quá mạnh mẽ thì nó đi đến hủy diệt đối tượng. Và khi mà nó ở cái mức độ trung bình, đó là cái trạng thái khó chịu đối với cảnh. Và khi mà nó nằm ở cái mức độ mà yếu đó, thì đó chính là cái sự nhàm chán, không có cái sự thích thú. Cho nên là chúng ta phải nhận là cái chữ này ngoài cái ý nghĩa nó là một cái chữ không có cái sự khó chịu, không có cái sự khó chịu, không có cái sự không có cái sự khó chịu hay là không có những cái ác cảm hay là không có cái sự giận hờn đối với những cái pháp xung quanh đó, thì chúng ta phải ghi nhận ở điều đó. Mà ở đây cái mức độ mà yếu ớt nhất của cái chữ mà Akkothana đó có nghĩa là cái mức độ yếu ớt đó là cái sự nhàm chán và không có sự thích thú. Và ở đây cái sự nhàm chán đó là gì? Cái sự nhàm chán đó là nhàm chán, chúng ta thấy là cái sự nhàm chán có ba. Cái sự nhàm chán ở trong thiện pháp này, cái sự nhàm chán trong bất thiện pháp này, rồi cái sự nhàm chán trong các cái pháp vô vi. Thì ở đây quý vị có ba cái sự nhàm chán đó, thì nhàm chán trong thiện pháp, nhàm chán trong bất thiện pháp, nhàm chán trong các cái pháp hữu vi. Thì cái người đó đó, đối với cái người mà nhàm các cái pháp hữu vi, cái người đó mới có thể thoát ra khỏi cái luân hồi hay là đoạn tận được mọi cái ô nhiễm. Chính vì vậy cho nên là đối với cái chữ ác vô tham ăn này, đó là cái sự không khó chịu, nhưng nó phải là nằm ở cái pháp là nó quân bình đối với các cái pháp. Cái vị đó không có cái sự nóng nảy, bực bội, khó chịu, và cái vị đó phải có cái sự quân bình đối với các cái pháp, và cái vị đó phải có cái sự kham nhẫn. Ở đây chúng ta phải nhớ đến cái chữ kham nhẫn. Kham nhẫn đối với mọi cái đối tượng. Bởi vì sao quý vị? Khi mà chúng ta kham nhẫn đối với các cái đối tượng, ở đây chúng tôi nói là đối với tất cả các cái đối tượng cảnh luôn. Đối với tất cả các cái đối tượng cảnh, đối với tất cả những cái vật dụng, đối với tất cả những cái pháp nó hiện hữu. Bởi vì đối với một cái người, kính quý vị, khi mà người đó có cái sự kham nhẫn đối với thời tiết nóng lạnh, khi mà người đó có được cái sự kham nhẫn đối với những cái sự mắng chửi mắng nhiếc đó, thì cái người đó mới có cái sự hành trì. Mà cái chữ quanh tắc quá tắc quanh tăng á, có nghĩa là cái sự hành trì hay là cái người hành theo các cái bổn phận. Ở đây các quý vị, khi mà chúng ta nói là cái sự hành trì hay là cái người mà hành theo các cái bổn phận á, thì ở đây cái chữ quá tá nó có hai ý nghĩa là cái sự thực hành theo hay là các cái phận sự. Thì nếu mà khi mà chúng ta nói về các cái phận sự á, thì ở đây các quý vị, chúng ta biết rằng là có cái phận sự giống như là một cái người mang vác những cái gánh nặng. Và những cái gánh nặng đó thì cái người đó khi mà người ta đặt gánh nặng đó xuống đó, thì người đó đã làm xong cái phận sự đó. Đúng rồi, cái người mà mang vác hay là đang gánh một cái gánh nặng nào đó, khi mà người đó đặt xong cái gánh nặng đó xuống, người ta đến về tới đất, người ta đặt nó xuống và người ta để xuống đất, thì được gọi là được đặt cái gánh nặng xuống hay là xong cái phận sự. Thì ở đây các quý vị, nói về cái gánh nặng á, thì chúng ta có ba cái gánh nặng. Cái gánh nặng đầu tiên là cái gánh nặng của ngũ uẩn. Nó bao gồm cái sắc, thọ, tưởng, hình, thức. Đó chính là những cái quả của luân hồi. Và chính cái sắc, thọ, tưởng, hình, thức này này, nó vốn chịu áp bức bởi cái sự vô thường của não vô ngã. Cho nên là được xem là cái gánh nặng. Cái gánh nặng thứ hai đó là gì? Đó là cái gánh nặng của cái phiền não. Cái gánh nặng phiền não đó là gì? Gồm tất cả những cái phiền não. Những cái phiền não nào mà nó đưa chúng ta đến cái sự luân hồi, đúng không? Ví dụ như là vô minh hay là ái, là thủ. Đó chính là cái gánh nặng của phiền não.
Và cái gánh nặng thứ ba đó là gì? Cái gánh nặng thứ ba đó là cái gánh nặng của thắng hành. Ở đây cái gánh nặng của thắng hành có nghĩa là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Thì những cái gì mà nó thuộc về cái nghiệp luân hồi, những cái gì nó thuộc về cái pháp mà tạo ra cái quả luân hồi thì được xem là gánh nặng. Thì chúng ta có ba cái gánh nặng đó: gánh nặng của ngũ uẩn, gánh nặng của phiền não và gánh nặng của thắng hành. Và cái vị này phải là cái người đã đặt cái gánh nặng xuống, cái vị này đã hoàn thành cái phận sự của mình, có nghĩa là hoàn thành cái gánh nặng của ngũ uẩn, hoàn thành cái gánh nặng của phiền não và hoàn thành về cái gánh nặng của thắng hành. Nhưng mà có mấy vị, đó là cái chữ phận sự, có nghĩa là trong cái này khi mà đề cập đến một cái người con ở trong gia đình thì người con đó phải có những cái phận sự ở trong gia đình, đối với cha mẹ, đối với anh em, đối với dòng tộc, đối với thầy tổ, đối với những cái gì xung quanh. Đó là cái phận sự. Và cái người mà đã bỏ đi xuất gia giống như Ngài Sa Lợi Phất nữa, Ngài không còn phận sự đó nữa, Ngài không còn làm cái phận sự đó nữa. Theo cái quan điểm của thế gian thì một người sinh ra trong cuộc đời phải có những cái phận sự như vậy đó. Nhưng đối với Ngài không còn cái phận sự đó nữa. Mà những cái gánh nặng như chúng tôi vừa nói đó, đó là cái gánh nặng của ngũ uẩn, gánh nặng của phiền não và cái gánh nặng luân hồi thì Ngài đã đặt xuống rồi. Đó là chúng ta nói về cái chữ gánh nặng. Nhưng mà cái chữ gánh nặng ở đây á, nó cũng chưa chuẩn ở trong cái câu pháp cú này. Bởi vì sao? Bởi vì ở trong cái phần chú giải, cho quý vị, ở trong cái phần chú giải khi mà các ngài đề cập đến cái chữ quát ta văn tăng, cái chữ quát ta văn tăng á, thì khi mà các ngài chú giải là ngài, các ngài chú giải đó là cái chư vị đó, đó đã thọ trì, đã thọ trì các cái pháp đầu đà. Mà ở đây các quý vị, cái người thọ trì cái pháp đầu đà đó, đó chúng ta vẫn thường nghe, chúng ta vẫn thường nghe là có 13 cái pháp đầu đà, có người thì mặc y phấn tảo, rồi có người thì tam y, rồi có người đi nhận vật thực từ một nơi, rồi ngự ở trong rừng, rồi rất là nhiều ngự ở gốc cây, ngự ở mộ địa, có 13 cái pháp đầu đà như vậy đó. Phật tử chúng ta vẫn biết, và tất cả những cái người con Phật của chúng ta đều biết cái pháp đầu đà này. Nhưng mà cái gì? Cái người mà thực hành cái pháp đầu đà đó, đó là người như thế nào? Cái người thực hành cái pháp đầu đà đó là cái người như thế nào mới được gọi là cái người thực hành cái pháp đầu đà? Ở đây khi mà chúng tôi nói như vậy á, là bởi vì và một cái lần nọ khi mà Ngài Út Bà Lý đi đến gần Bậc Đạo Sư ở Kinh Thành Sa Quá Thí á, thì lúc bây giờ Ngài Sư Quá Lý mới hỏi Bậc Đạo Sư là: bạch Ngài, có bao nhiêu cái hạng đầu đà? Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn mới dạy rằng là: này U Bà Lý, có năm. Thứ nhất á, là cái hạnh đầu đà của cái người có cái bản tánh ngu khờ, cái hạnh đầu đà của cái người có cái bản tánh si mê, cái hạnh đầu đà bởi vì người đó có cái ước muốn xấu xa, rồi cái người ở hạnh đầu đà đó bởi vì cái bản tính của người đó điên khùng mất trí, rồi có cái người ở hạnh đầu đà thực hành cái đầu đà đó bởi vì nghĩ rằng là chư Phật và chư Thánh Văn đệ tử Phật khen. Chính vì vậy cho nên là chúng ta thấy là chính Bậc Đạo Sư đó, Ngài đã chỉ cho chúng ta thấy là có năm cái dạng đầu đà như vậy. Chúng ta nhớ tóm lại là cái người mà thọ cái người mà thực hành đầu đà đó, Ngài U Bà Lý hỏi Bậc Đạo Sư thì Bậc Đạo Sư nói là có năm dạng người hành đầu đà. Thứ nhất là vì dốt nát nè, rồi vì lòng ham muốn xấu xa nè, rồi vì điên cuồng nè, rồi vì là nghĩ là Đức Phật và chư Thanh Văn ngợi khen nè, vì ham muốn ích và nương theo cái sự tri túc trao dồi cái tâm tánh để giải thoát, để thấy được cái điều lợi ích mà mình thực hành cái đầu đà. Cho nên là đối với cái chữ Quát Tác Văn Tăng này á, là cái người thọ trì những cái pháp đầu đà, ở đây muốn đề cập đến cái người vì cái lòng tham dục ích nương theo cái sự tri túc mà cái vị đó thọ đầu đà.
Chứ không phải là có những người, cái vị trong kinh điển chúng ta vẫn thường thấy là có những cái vị là bận y áo rất là dơ giấy. Mà khi mình nhìn Phật tử, mình nhìn thấy những cái vị mà bận áo y dơ giấy rách nát như vậy đó, thì thường dân cúng hay là tôn xưng làm những cái bậc thánh. Chính vì vậy cho nên là chính ở trong kinh đó, nếu mà quý vị tìm xem ở trong cái phẩm Upali, trong tiểu phẩm của Tạng Luật á, thì Đức Phật có nói là về năm cái hạng đầu đà như vậy. Có nghĩa là cái người dốt nát vì ham muốn, vì điên cuồng, vì nghĩ rằng chư Phật và chư thiên văn ngợi khen, và vì có cái sự ham muốn ít. Và ở đây cái chữ quá tá quanh tăng này ám chỉ cho cái hạng thứ năm, đó là vì ham muốn ít và vì có cái sự lợi ích và hướng đến cái giải thoát niết bàn. Đó là năm cái hạng đầu đà mà chúng ta học. Thì cái quý vị ở đây, ngay cái câu đầu tiên, cái chữ Akothana là chúng ta dịch là không có giận hờn. Cái chữ Wattawantan có nghĩa là cái người có cái sự thực hành. Mà ở đây cái người có cái sự thực hành đó chính là cái người thực hành về những cái pháp đầu đà. Và chúng ta vừa thấy rằng là đó chính là người đó, những cái biểu trưng của những cái người có cái sự tri túc. Rồi kế đến Đức Phật mới nói thêm cái câu là Si Lắc Quanh Tăng là người có giới. Cái đó thì chúng ta thấy rằng là ở trong kinh điển khi mà đề cập đến Ngài Xá Lợi Phất á, thì Ngài là một cái người cực kỳ gìn giữ giới luật. Những gì mà bậc đạo sư mà ngăn cấm rồi đó thì bậc Ngài Xá Lợi Phất không bao giờ vi phạm. Những gì mà bậc đạo sư chưa cho phép làm thì Ngài Xá Lợi Phất không có làm. Ở đây chúng ta vẫn thấy là trong chuyện trong những chuyện ở trong kinh, cái câu chuyện là có một cái vị tỳ khưu nọ, khi mà nhai tỏi ở trong cái bữa ăn á, thì lúc bây giờ bậc đạo sư đang thuyết giảng pháp ở Thánh Pháp Đường, thì cái vị tỳ khưu đó là mới suy nghĩ là ta dùng tỏi vào buổi trưa ha, mà giờ đây thì mùi tỏi vẫn còn ở trong cái hơi thở của ta. Chính vì vậy cho nên là cái vị tỳ khưu này mới ngồi riêng biệt qua một bên, với cái suy nghĩ rằng là không để cho những cái vị tỳ khưu khác là bị ảnh hưởng về cái mùi. Thì khi mà bậc đại sư nhìn thấy cái vị tỳ khưu ngồi ở một cái nơi riêng biệt như vậy đó, thì mới hỏi những cái vị tỳ khưu đó rằng là vì sao cái vị tỳ khưu này ngồi riêng biệt như vậy. Thì lúc bây giờ là những cái vị tỳ khưu khác mới nói là bạch Đức Thế Tôn, vì cái vị tỳ khưu đó vừa nhai tỏi cho nên là vị đó ngồi riêng biệt với cái suy nghĩ là không để cho những cái vị tỳ khưu khác bị khuấy rối. Sau khi mà bậc đạo sư đã nghe điều đó rồi đó, thì lúc bây giờ bậc đạo sư mới chế định ra một cái điều học. Này chứ nhai tỏi, vị nào mà nhai tỏi thì phạm vào tác ác. Đó là cái điều luật được chế định. Sau đó các quý vị, vào một cái lần nọ thì Ngài Xá Lợi Phất của chúng ta bị bệnh. Ngài bị bệnh mà đau bệnh gió đó. Thì lúc bây giờ Ngài Mục Kiền Liên mới đi đến và hỏi là bậc hiền giả, khi mà Ngài còn ở nhà đó, khi mà bị đau bụng gió như thế này thì Ngài dễ chịu nhờ những cái vật gì? Thì lúc bây giờ là Ngài Xá Lợi Phất mới nói là tôi nhờ dùng tỏi. Thì lúc đó Ngài Mục Kiền Liên tìm tỏi đến cho Ngài Xá Lợi Phất. Và Ngài Xá Lợi Phất nói rằng là chính bậc đạo sư đã chế định vì tỳ khưu không được nhai tỏi, cho nên là tôi không có dùng. Và khi đó thì các cái vị tỳ khưu mới trình bạch lên cho Đức Thế Tôn về cái vấn đề này. Thì Đức Thế Tôn mới dạy là cho phép cái vị tỳ khưu được nhai tỏi do bị bệnh. Chính vì vậy cho nên là chúng ta thấy là Ngài Xá Lợi Phất á, là cực kỳ gìn giữ về cái giới. Nhưng mà ở đây các quý vị, cái sự mà cái người giữ giới á, cái người giữ giới ở đây á, chúng ta cần phải hiểu cái người giữ giới nó khác với cái người thọ giới. Cái người đang thọ trì giới và cái người thành tựu giới nó khác nhau. Cái người đang thọ trì giới có nghĩa là cái người đó đang trên cái con đường đi thực hành theo những cái điều học. Còn cái người đã thành tựu cái giới rồi thì cái người đó đã hoàn mãn trong các cái học giới. Cái người đó đã thành tựu được các cái học giới. Cho nên là cái chữ Si Lắc Quanh Tăng ở đây chúng ta phải dịch rằng, chúng ta phải nhớ rằng đây là cái người đã thành tựu về cái giới. Mà thành tựu giới có nghĩa là gì? Chúng ta thành tựu về cái tứ thanh tịnh giới, có nghĩa là
cái giới bổn ba la đề mộc so nè, ba tu mắc khá nè, rồi cái sự mà thu thúc lục căn nè, rồi cái sự nuôi mạng chân chánh nè, rồi cái sự quán tưởng thanh tịnh. Đó là bốn cái điều thanh tịnh mà cái vị đó phải đạt đấy. Mà cái vị để đạt tới cái điều này nó không phải dễ đâu. Đạt đến cái điều này nó cực kỳ quan trọng. Và chúng ta thấy là còn có 3 phút nữa thì room của ta cũng hết giờ. Cho nên tôi nói nhanh với những cái sự pháp cái chú giải ở trong kinh Pháp Cú. Có nghĩa là đối với cái người không đắm nhiễm, chứ có nghĩa là cái người đó không có cái sự ràng buộc, không có cái sự hiện hữu trong các cái ái. Rồi đối với cái người dễ dạy, đó là cái người có cái sự phục các cái căn quyền. Khi mà các cái căn quyền nó tiếp xúc với những cái trần cảnh thì cái vị đó có cái sự thu thúc, cái vị có ấy có cái sự mà như lý tác ý, cái vị đó dễ dạy đối với các cái pháp đó. Và cuối cùng là cái chữ Antimasariran, có nghĩa là cái người có cái thân cuối cùng. Thì đối với những cái vị thánh A-la-hán thì cái vị đó đã được chấm dứt đi những cái phiền não, cái vị đó đã viễn ly được các cái sanh y, cho nên là cái vị đó không còn cái sự tái sanh nữa. Thì đối với những cái người như vậy, đối với những cái người mà có những cái đặc tính như vậy, thì Bậc Đạo Sư gọi rằng những cái vị đó là những cái vị Bà La Môn. Và cái quý vị, khi mà cái hội chúng nghe pháp, khi mà nghe Bậc Đạo Sư tuyên thuyết lên cái câu pháp cú này đó, thì một số người người ta suy nghĩ về cái sự kham nhẫn của Ngài Xá Lợi Phất, rồi cái sự tri túc dễ dạy của Ngài Xá Lợi Phất, cái sự thọ trì các giới hạnh của Ngài Xá Lợi Phất. Người ta nghĩ đến những cái đặc tính, những cái đặc ân, những cái tính cách của Ngài Xá Lợi Phất, cho nên là những cái người đó có cái sự cực kỳ an tịnh. Bởi vì bản thân Ngài Xá Lợi Phất từ bỏ một cái gia sản 800 triệu đồng tiền vàng đi xuất gia. Rồi sau khi xuất gia xong, Ngài là cái người hoàn thành các cái phận sự này, Ngài là cái người thọ trì các cái điều học này, rồi Ngài là cái người mà không có một cái sự giận hờn vu vơ. Chúng ta đừng có nói đến cái chuyện mà mẹ Ngài đánh đập Ngài mà Ngài giận hờn, không có. Cái vấn đề đó là nó rất là xa rồi. Ở đây cái vị thánh A-la-hán, cái vị đó không có cái sự đó. Rồi những cái người mà nghe cái câu pháp cú này mới thấy rằng cái sự điều phục cái tâm ý của Ngài, rồi thấy được cái sự như lý đặc ý của Ngài, rồi thấy được Ngài là một cái người chấm dứt những cái phiền não như vậy, và Ngài đã thoát khỏi cái sinh tử luân hồi. Thì những cái người đó với cái sự hoan hỷ cực độ, với cái sự so sánh, với cái sự mà hoan hỷ tịnh tâm như vậy đó, thì những cái vị đó phát triển cái thiền quán và chứng đắc được sơ quả. Thì cái nội dung và cái câu chuyện pháp cú 400, số 400 đến đây cũng vừa phải trong cái chi pháp và trong cái nội dung. Thì phần phước phát sanh lên, chúng tôi xin phép được chia đều đến quý chư tôn đức tăng ni, quý sư cô chư thiện hữu trí thức đang diện trong rung, còn mong cho quý vị được năm điều hạnh phúc là sông lâu sắc đẹp, an vui sắc tốt, nhất là có trí tuệ sáng suốt, thấy rõ tam tướng vạn pháp, tinh tấn tu tập để cùng nhau thoát khỏi giải thoát nước bàn đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sằng Khai. Và bây giờ thì chúng ta xin phép chuyển mic lại cho rung. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Dạ, chúng con kính thỉnh Thượng Tọa. Dạ. Dạ, con kính thỉnh sư.
Bhagavato sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba dana pha vena sada sate bhavantu te Bhagavato sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba dhamma nu pha vena sada sate bhavantu te Bhagavato sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba sangha nu pha vena sada sate bhavantu te. Tất cả phương hoàng con đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư tăng các sự thịnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Mỹ mãn. Và sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thường Tọa Minh Hạnh Đại Đức Minh Đạt cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm nhân hồi hướng. Gia đề quá ta sâm ti vi ha ra quá si ni thu về ga rê bồ thi ga rê ta hình ta hình ta tham ma đa đề na pa quan tu bồ chi ta so thiền ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thề ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha ít sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa quan tu te cha la bu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se đa cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa trang ba thiết cha te sap pe pi duk kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham ma tha ra cha bút ga la sang khô hô tu sa mắc vô wa Atha ya cha hi ta ya cha Am he ra khan tu sắc thẩm mô Sắp bê bi thẩm ma cha ri no Vô thiêm sâm pa vô ni ya ma Thẩm ma ri ya pa vê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin xuống mic.